Có một số bạn yêu cầu thầy hướng dẫn cách bấm máy 570 để tính hệ số tương quan, giá trị hệ số tương quan và lập phương trình hội quy nữa kìa. Thì ở đây thầy lấy cái bảng số liệu của cái đề kiểm tra hôm trước trên lớp về số 6. Thì cái bảng số liệu về hai cái biến x y như thế này. Cái biến nó chính là cái biến y là số lượng quán bia rượu trên địa bàn, phải không? X là trường học, nhưng mà ở đây mình muốn biểu diễn cái sự tương quan giữa x y, cho nên ở đây á em phải sẽ xác định cái biến x là nó nằm ở dòng dưới nha, biến y nằm ở dòng trên nè. Thì mình lập phương trình hội quy mới đúng được, tại phương trình hội quy á, là người ta yêu cầu mình á lập phương trình hội quy của y theo x nha, lập phương trình hội quy của y theo x. Không? Nhiều khi em nhập y trước đó, thì cái đó là nữa mình sẽ nhập được cái phương trình, mình lập được cái phương trình hội quy của x theo y rồi, nó không có đúng đó. Thì đối với máy tính 570 đó, thì em bấm mode 31 nè, mode 32 chứ, mode 32 ha, mode 32 thì nó sẽ có cái cột nó có biến x nè, và cái cột của biến y nè, và cột tần số. Nếu như em không muốn cột tần số này đó, thì em bấm shift mode nè, mũi tên xuống nè, số 4 nè. À, và số 2 tắt cột tần số đi. Thấy không? Đó, thì ở đây thì nó không có cho cột tần số, cho nên mình chỉ cần hai hai cái cột như thế này thôi. Và cái cột x thì mình nhập cái dòng mà nó có dữ liệu của x nha. Đó. Thì đây mình sẽ nhập là số 2 nè. 33 44 55 6 7. Còn biến y thì mình nhập tương ứng là 12 nè. Chín tương ứng với số 5 ha. 21 cũng tương ứng với số 5 luôn. 22 là số 6, 25 là số 7. Thế thì trông có vẻ là khi cái chỗ nào có nhiều trường học thì nó sẽ có nhiều quán bia rượu, trông thấy nó giống giống vậy. Thì sau khi mình nhập dữ liệu mình bấm AC nha các em. Đó, thì sau đó là mình sẽ bấm shift nè, shift 1 ha. Shift 1. Bấm chọn số 5 với chữ red đó, cái là red xanh đó, trong tiếng Anh có nghĩa là hồi quy đó. Thì mình bấm số 5 ha. Thì số 3. Bấm số 3. Số 3 là R đó, giá trị hệ số tương quan. Thì giá trị hệ số tương quan mẫu của mình đó là, nếu mà mình làm tròn 4 chữ số thì nó là 0,9670 rồi nha. Đấy, thì giá trị hệ số tương quan mẫu ở dưới đây nè ha. À, tiếp theo là mình lập phương trình hội quy. Thì ở đây nó kêu viết phương trình hội quy tuyến tính giữa số quán bia rượu tức là cái biến y đó nha, và số trường học trên địa bàn là biến x, thấy không? Thì ở đây là phần mình có kết quả sẵn. Rồi giờ mình bấm máy lại cho các em coi ha. Bấm AC nè. Bấm shift shift 1 cũng là chọn phím 5 lấy cái số 2 đó, bấm dấu bằng ra thì cái này là hệ số trước x nè, hệ số đi với x là 2,5667, nếu mà làm tròn 4 chữ số thập phân ha, sau dấu phẩy đó là 2,5667 ha. Đó. Rồi hệ số A của mình nó chính là shift 1 nè, 5 1. Hệ số A là 6,7667 nè, 7, 6, 6,7667 ha. Vậy là mình được phương trình hội quy nha.